Vâng, khu vực đường hoa Lê Thanh Nghị các bạn, một số hộ đã bỏ hoa rồi nhé. Đây, hoa đủ loại. Chỗ đây có cái shop hoa nữa. Đường hoa Lê Thanh Nghị các bạn, rất nhiều hoa bỏ rồi này. Đấy. Đây, hoa rất là nhiều nha. Vâng, vlog ngày thứ 18 các bạn, ngày 18 tháng chạp các bạn. Đường hoa Lê Thanh Nghị thì có một số người bỏ hoa để bán rồi. Vâng, mình cũng rất háo hức đường hoa Lê Thanh Nghị vài ngày tới nó sẽ như thế nào. Và hôm nay kênh Quy Nhơn City sẽ review trước đường hoa Lê Thanh Nghị ngày 18 tháng chạp âm lịch các bạn. Có khoảng chừng 4-5 lô hoa đã bỏ rồi các bạn. Rồi, dưới đây hết rồi các bạn ơi. Vâng, đường Lê Duẩn các bạn. Bên phía trung tâm huyện Bình Định khá là đông nha. Hiện nay học sinh đang thi múa diễm đó các bạn. Rất là đông luôn. Tình hình Quy Nhơn ngày 18 tháng chạp cho các bạn xem. Đấy. Vâng, khu vực trung tâm hội nghị các bạn, các bạn trẻ đang tập văn nghệ. Đường phố Quy Nhơn ngày 18 các bạn, ngày 18 tháng chạp nhộn nhịp á, chiều nay là chiều chủ nhật nữa các bạn, khá là nhộn nhịp. Bánh rất là nhiều các bạn. Đây, khu vực phố bán lồng đèn. Nhiều các bạn, rất là vui luôn. Ra đường là bây giờ là nụ tầm xuân này, Tết này, giỏ trái cây đấy,
dạo qua đường Diệu Thành cập nhật hoa bông nha. Vừa thêm lô nào chưa cho mọi người xem nhé. Cái hộ người ta bán shop lâu nay các bạn, hoa đấy, bưởi các bạn, bưởi rất là nhiều. Đó, chỗ này có lô mai này ngay chỗ hàng không các bạn. Máy lô cúc các bạn, máy lô cúc về rồi, đối diện với trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Cúc rồi lan nhé. Tí nữa mình sẽ ghé lại đoạn đó quay cho các bạn xem. Đấy, không khí chợ hoa Nghĩa Thành ngày 18 các bạn tương đối nhộn nhịp một xíu rồi. Đấy, chỗ này là các chậu hoa bonsai, cảnh bonsai, mai chiếu thủy rồi tùng các bạn. Đấy, dòm sơ qua thì có được cái chỗ bán cúc hồi nãy thôi. Thấy đường Nguyễn Tất Thành đặt thêm hàng chậu bông giấy nữa các bạn. Bên này đó, có đường hoa chỗ này nè bạn, chỗ đối diện với trung tâm mọi người Bình Định. Mình sẽ quay gần gần cho cái mọi người xem những lô cúc đầu tiên, lô cúc dưới hoa lan đầu tiên nằm góc đường này các bạn, góc đường Nghĩa Tất Thành đối diện với trung tâm hội nghị Bình Định. Với đây đây, đó bạn, những lô cúc đầu tiên. Hai bên luôn các bạn. Cái phía ngoài kia là đồ gỗ. Đây. Ở trước ủy ban dân phường Lý Thường Kiệt các bạn. Vâng, góc đường Phạm Hùng với Trường Chinh các bạn. Một số họ để phản này. Bên kia thì có một vài hộ để mai các bạn, mai bonsai và hoa lan. Và ngay dưới góc Sở Thông tin và Truyền thông. Đường Nguyễn Tư Lệnh các bạn, phía sau lưng của Đại học Quy Nhơn. Một vài hình ảnh cho các bạn xem về không khí Tết ở khu vực này. Đấy, mọc bê thui, đẹp quá. Đây, phía sau của Đại học Quy Nhơn nè bạn. Thank you.
quán cà phê với quán nhậu lớn người ta trang điểm như thế nào. Đây quán xé buổi chiều này rất đông khách luôn. Vâng, giờ này 5 giờ chiều rồi các bạn nhé, cho nên là quán nhậu quán ấy rồi bây giờ lên đèn rồi thì rất là đông khách. Các quán nhậu lớn chỗ đây đang vắng khách các bạn. Mấy ngày này tất niên rồi cúng rồi nhiều cho nên các quán nhậu cũng sẽ hơi vắng khách các bạn. Đấy, quán cà phê thì nhiều. Đường Nguyễn Trung Tín nè bạn. Phía trước là khu vực đường Dương Dương. Vâng, lên chỗ Gâu Quy Nhơn bến xe cho các bạn xem. Đây là cuối tuần 18 âm lịch cho nên là các gia đình cúng kiến tiệc tất niên cuối năm nhiều cho nên đi qua một lượt thì mình thấy các quán nhậu dọc dọc đây hơi vắng khách. Thời gian này là các cái xe khách các bạn đua nhau để mà chạy đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh về, chạy quay đầu các bạn chứ không có chạy đúng tuyến như bữa trước nữa, chạy quay đầu luôn, về là quay đầu ở khu vực đường Quang Trung các bạn.